Đồng tin mê bán đảo Chúa tiên kỳ mong ngừng về. Tiên tiên bị mây đề không chỉ đang ngỡ sẽ đoàn mộng vẫn ta tốt quơ thủ dây vẫn hát như tôn quê như thân thiên bản như hỏi bản chân nụ hương trà nhạc phát giới mong muôn chư Phật đại hội tất cả văn từ sĩ tâm tất kim tương nhất chư biến thập phương nam mô hương vân cái bồ tát ma tát thanh gia hồi cung sau sắc khi đi vào hai được làm sau sắc khi đi vào hai cùng chia tam phương nhân không xa tất kỳ chúng ta giám sát quyền tài ngồi thượng an giám sát quyền cai không chỉ tam giới không sai
sâu nước chảy ngàn đều một thú thank you.
đêm lạnh giá, giấc ta sáng lẻ lạnh lối chuyện nên chỉ ta không. Một ý tổng thì nước thì dân, chân tan của bể dẹp quân bảo. Thấp đầu cao ý nghĩa,
trên ngàn tối tối anh linh và gan con chúa quyền hành non danh thân ta to tiếng đồn ý an ý xuân tiên các mặt trời lại sáng từ trung vân thank you.
Bác mẹ ra xa, đi chiêm bái bồ ba đèn đèo.
thờ cho bé thất cao tầng tầng. Nghe ngàn cò hoa rơi rơi lòng về trên mương bạch thu mê quỳ tâu chi ngoài xưa rước đến đời. Xưa đồng ngã bát nhang khói phụng thờ ba mươi một một mười tư hôm sau ba mươi một một hôm sau mười tư mười tư hôm sau mười tư mười tư hôm sau hôm sau mười tư ta mười tiên nhân đang đi về. Tân nóng lơ điện tác khí là bằng cảnh hạ sơn lớn tư xanh che phủ sóng làng đời dùng trùng điệp quanh co mi ôn khúc nước sông thương ôn ní lượn bao quanh đền thờ cao ngất con xanh nghĩ xung quanh đường đèo thanh giá hồ cung nhắn ai lên đất bảo hà đến buổi phong tuyệt đó là thần tiên chúng ta đi ra các
cô pha trà đồng. Ta biết nghe rằng cha sẽ đi diệt cũng Sorry.
xanh xanh tỏa đa ý ta mà phù sư là phù sư an về có tâm có đức ý vì điều gì mà theo bày tỏ sáng sáng đi phát ra đứng tiếng cô loan cả phá nước cha tổ bảo hòa con hoàng bị quỷ thế mấy lần đầu quỷ bắt tiếng cô loan đối dân dân na bộ khai đèn xe mà dịu sứ do ngân mó tiên bằng vàng tiên mô nà má dân dân ở hộp thuốc mang thế là vừa ý ông bảy hàng đất sơn lơ lâm người ngọn đèn có kêu cho đỏ đều bầy khắp bóc bóc ngơ ngơ nàng nóng rất nghi hồn bánh nguyên kèo sửa thuốc công người phải tiến lại ra lá bì tiếng cô là sáu tinh lết cô nhu mì dâng dâng ông một con đi nửa sáng ông về để đây ông chấm mơ đồng tiếng tô lá bầy gầy khúc đàn thân đêm ngày hồ hạ trong nga cũng ưng hòa xa thổ mang hồ đồng thuộc về đoan dước thuộc về đoan dước về di bảo thế cha giáng ngự đồng chơi tiên cô giáng ngự đồng chơi a thì mời cô bơ thoại về chơi trong đất đất chỉ trời gương thiêng trong đất chỉ trời đánh đông dẹp bắc ra hỏi binh nhung ông về sớm hôm nhang khói đang nhang thở chung
kỳ có chữ Nam Bộ. Dâng lên trên bề ngọc hát cô mi dân mơ ngàn mờ rước ông mười sớm tay thiên chuốc chén rượu mời dâng y tuần á dâng lên bề ngọc để các cô dân mời ôm ngàn mờ rước ông ngàn mười sớm tìm yên là chuốc chén tăng tuần chú dâng lên đi tả mộng các cô dâng mây mời giúp quan hòa người dân ô xây giúp quan hòa người dân dạ lợi hòa đường về Nghệ An ngàn mây xanh núi hồng soi bóng dòng nam tiếng chim ca hòa trong gió gió thơ ngàn người Nghệ An thấy lòng xôn xao nghe danh thương quan hoàng lừng ma xin cúi đầu thắp một nén tuấn nhang gần xa xem hai kiếm duyên hòa thương ông thương cho thầy đồng ngày ngày dầu xa cũ cứ nước danh ba biển cửa nhà ra sự bình yên sức sửa giúp ông người về chân thủ về thành á thành giá hồi cung đệ tử con dốc bài văn tấu cung thỉnh mời cô sau sơn trà nước suối chảy dập dập cả một mình lần lách
đi dưới khe đền thờ cô sáu tuy bọc xuống xuống. Quyền cai chính giữa cô ngự trong khi
khai quang dung nhan thật kỳ diệu quang mê chiếu từ chúng ta tích tăng cung giang kim phụng hoàng thân tận thần chúa tiên trung vương cung cấm phản hàn hàng ma cung lâm phản hàn bộ trai cô xuống dương gian nữ đầm hương sư giá ngự tiên cung phạt tàu ba sáu lan sương cô bồng đến quạt thì cô lại tương tác thành đồng quạt cho gió đồng sơn hà quạt cho lan nữ trẻ già được vui tươi quạt cho chi chân thế gian bơi ngang sơn tùy hữu tình có chín riêng anh nghe khác thương sinh xin thầy cô hậu cần bóng vương xin thầy hậu bật bẫu vương dọn hàng quán na cầm đài lượn khúc lắm mà khúc cầm đài lượn khúc năm mi cung gọi non nước cô rủ nồng thế nhân cung đường gió chuyển mây người tự ra hồi xin ăn xanh quê cao bát mẹ cung thịt mời cô bé sơn trang con sông thao thắp đổ trước gành đi sông thao thắp đổ trước gành đông đô thổ tích hiểu tình sách ngơ tiên cô mẹ chân ngàn người lương tân ý đất đông cuông đã đầy đi thần mai nhất đời bao la tin cô bé và xa hồ mất nặng việc trong vài cân vẫn sớm chưa mổ bàn coi sóc vắng tỏi
đi lên núi sơn trang thừa ta. Vì đây cho nhiều cô bạn đi cho giải em sáng yêu cũng đông thật yêu đắc quan xưa đông người con ngang khói phụng thờ ta mi vì đêm hôm rằng ta mi đồ hôm sắp về kia. Đồng đệ tử con nhà ơi, ra đời xin lộc lộc trên bàn cô bé ban cho lộc trên bàn công tử nhỏ to trái chanh trái nước hoa ra thank you.
khai quang giúp nhan thông từ giữa câu về chứng từ chung ngã tất tạp quốc gia kim phục hoàn thân ân thánh chúa kiên trung vương ra soi bất thường một tôi không thể thành ra